Hello, xin chào mọi người, và hôm nay mình lại rất vui được gặp lại mọi người trong một cái clip mà trên tay một chiếc máy ảnh. Hôm nay mình có một chiếc hộp rất đẹp ở đây, và mọi người có thể thấy một chiếc hộp rất đẹp, rất mới, nhưng thực ra đây chính là chiếc hộp của Canon 60D. Hiện tại trên tay mình đang có một chiếc Canon 60D được ship trực tiếp từ Nhật về, nên các bạn có thể thấy cực kỳ mới. Và bắt đầu mình sẽ bắt đầu mở hộp. Đến 60D tới thời điểm hiện tại thì nó đã ra đời rất là lâu. Đời kế tiếp của nó có nó là Canon 70D, Canon 80D rồi. Nhưng hiện tại vẫn còn nha, vẫn còn những chiếc 60D siêu tầm mới như này. Thì câu hỏi được đặt ra đó là năm 2019 rồi, thì chúng ta có nên chọn Canon 60D nữa hay không? Hay chúng ta chọn đời khác, ví dụ như đời phân khúc thấp hơn, kiểu 700D, 750D, 760D, hay các phân khúc đời mới nữa, ví dụ như đời 7D, 200D, hay chúng ta đã chọn những đời sau như 70D hay 80D. Ok, chúng ta cùng đến với intro nhé. Và sau đây mình sẽ bóc hộp con 60D. Thực ra bóc hộp vậy thôi chứ đây cũng không phải một chiếc máy mới, nhưng các bạn có thể xem đây là một chiếc máy cực kỳ đẹp. Ở đây chúng ta sẽ có dây đeo, vẫn là sử dụng pin là PS6, bộ sạc cho pin là PS6. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Mình có bỏ cái bọc sang bên này. Ok, và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đó chính là chiếc Canon 60D. Thì Canon 60D có những đặc điểm nổi bật gì? Các bạn nhìn này, mới không? Mới dã man luôn. Con này được 3K shot các bạn ạ. Hàng demo từ bên Nhật gửi về, cực đẹp. Ok, và mình sẽ lấy pin và sẽ nói qua cho các bạn 60D sẽ có những đặc điểm nổi bật gì. Thứ nhất là Canon 60D, đây chính là một cái bước chuyển của Canon khi bắt đầu họ lựa chọn cho mình cái vấn đề đó là thay đổi về rất nhiều cái vấn đề thiết kế. Đầu tiên các bạn có thể thấy là Canon 50D thì họ sử dụng cho mình một chiếc vỏ mà magie rất chắc chắn, nhưng khi lên đến 60D thì họ bỏ qua cái việc là chúng ta cần độ chắc chắn trên dòng hai số XXD của Canon, mà thay vào đó thì Canon 60D có mang trong thân mình đó là một cái vỏ bằng nhựa. Cái điểm thứ hai cũng là một điểm vô cùng đặc biệt, đó chính là các bạn thấy ở đây, đó là một chiếc màn hình xoay lật. Từ đời 60D thì gần như là chiếc máy đầu tiên có chiếc màn hình xoay lật như này, thì đã giúp cho anh em khi đi chụp thì nó sẽ có rất là nhiều cái cách thể hiện khác nhau. Đến bây giờ cái thiết kế màn hình xoay lật này thì cực kỳ nổi bật và cực kỳ nổi tiếng, và hãng Canon đã đăng ký bản quyền lên. Chính vì vậy chỉ có một số rất ít các hãng khác cũng có một chiếc màn xoay lật như này, ví dụ như là dòng Lumix hoặc là dòng Olympus thôi. Còn ví dụ như là cái đăng ký bản quyền cái màn hình xoay lật này thì Sony và Nikon họ không được làm nhá. Mình nghĩ là như vậy. Cái này thì mình chỉ đoán vậy thôi, bởi vì chưa có một con Sony hay một con Nikon nào có cái màn hình xoay lật dạng như thế này. Bạn có thể lật sang một bên và xoay rất nhiều hướng, cực kỳ linh hoạt. Cái này sẽ giúp ích cho anh em có thể là chụp rất nhiều cái góc chụp khác nhau, chụp rất nhiều hướng khác nhau, sẽ giúp anh em không phải làm bò ra đất hay phải kiễng lên cao hay gì. Nó rất là thú vị. Và 60D cũng chính là chiếc máy mà gần như chiếc máy đầu tiên có trang bị cho mình trong máy đó là khả năng quay phim. Thì với 40D và 50D thì đã có xuất hiện live view, và anh em có thể dùng phần mềm hack để bẻ khóa và có thể quay phim, nhưng lại quay phim không có tiếng các bạn nhé. Quay phim trên đó không có tiếng, nên các bạn chỉ lấy được hình ảnh, sau đó là ghép các thứ vào thôi chứ không có tiếng đâu. Và một điểm nữa đó là 60D, các bạn nhìn đây, 60D có lỗ cắm mic luôn nhé, nên có thích hợp cho anh em nào mà quay phim mà cần có thể thu tiếng trực tiếp, anh em có thể cắm mic trực tiếp vào và để thu âm trên 60D. Và đến đời 60D này thì cũng có một cái rất là hay, đó là nó đã chuyển từ định dạng thẻ nhớ CF, nó là một loại thẻ nhớ to bền, chuyển sang cổng thẻ nhớ SD HC. Đây, rất là hay. 60D nó giống như kiểu là một người hùng chuyển giao thời đại vậy. Nó chuyển giao giữa những cái cũ và cái mới, những cái thiết kế tương đối lỗi thời nhưng chắc chắn, chuyển sang những cái thiết kế mới mẻ, mang trong đó những cái hơi hướng rất là hay và phục vụ người dùng nhiều hơn. Chính vì vậy những cái hình dáng, những cái thiết kế như này đến bây giờ sau rất là nhiều năm rồi thì cái hãng Canon vẫn đang áp dụng cho những dòng máy mới nhất của họ. Ví dụ như các bạn có thể thấy 62 thì là một cái mang cho mình một cái bản thiết kế gần giống như bản thân con 60D, mặc dù 60D ra đời trước 62 khoảng tầm 8 năm. Nó rất là nhiều, thì chứng tỏ là những cái thiết kế này đây là những cái đột phá mà đến bây giờ họ vẫn giữ và phát triển lên, giữ những cái lòng cốt của 60D như vậy. Còn 60D tại thời điểm hiện tại có một cái giá kỳ hợp lý, đó là giá chỉ từ 6 triệu cho đến khoảng tầm 9 triệu cả bộ. Tại sao cái giá lại dao động nhiều như thế? Bởi vì 60D ra đời cũng rất là lâu rồi. Chính vì vậy khi các bạn 60D mình sẽ dùng theo cái kiểu là ví dụ như cũ rất cũ thì nó rất rẻ, nhưng mà có những con 60D mà bọn mình xách tay từ Nhật về như này nó cũng cực kỳ đẹp như này thì nó lại giá lại cao hơn một chút.
Chính vì vậy bạn sẽ có một cái gọi là phân khúc giá rất là nhiều, mình có cái nhiều lựa chọn với con 60D. Một điểm nổi bật tiếp theo của 60D đó chính là cái việc bạn có một cái màn hình cực kỳ đẹp. Màn hình 60D rất rất đẹp các bạn ạ. Nhưng mà dẫn đến một cái hiện tượng đó là khi các bạn chụp bằng 60D xong thì thấy ảnh rất là ưng ý, nhưng khi mang về nhà đổ ra máy tính thì nó không được ưng ý lắm. Và mọi người hay chê một cái câu làm sao mà chúng ta chỉ cần chỉnh ảnh ra được như màn mà khi mình đi chụp thì đấy là đã là đỉnh cao Photoshop lắm rồi. Thì đó là một cái đặc điểm mà cũng không biết là lợi hay là hại, thì anh em nên cân nhắc nhá về cái màn hình siêu đẹp và hay còn gọi là màn hình siêu lịnh của em 60D này. Với 60D hiện tại thì công nghệ cũng không quá mới, không quá cũ, có màn hình xoay lật nhưng không có cảm ứng, cũng không có wifi, hỗ trợ quay phim thì khi quay phim thì nó lại không lấy led, thì cũng là một cái điểm điểm trừ. Nhưng bù lại đó thì lại có khả năng quay phim và có lỗ mic thì cũng lại là một điểm cộng. Chính vì vậy thời điểm này 60D sẽ thích hợp với những ai mà có xu hướng chụp ảnh nhiều hơn. Còn lại bạn nào có xu hướng quay phim thì các bạn sẽ có những cái lựa chọn khác, thì ví dụ như là các dòng đời sau, ví dụ như là 80D, 70D, hay các dòng mà phân khúc ví dụ như là tầm 750D, 760D trở lên, hoặc là các dòng MSM thì nó sẽ phù hợp với những người quay phim hơn. Còn 60D thì mang trong một mình một cái thân hình rất là chắc chắn, với khả năng có một cái lọ pin tốt, làm tốt, công nghệ tương đối vừa đủ và một cái giá thành bây giờ rất hợp lý. Thì mình có lời khuyên đó là năm 2019 rồi, thì các bạn nào mà có nhu cầu một chiếc máy tương đối chắc chắn, không quá nhỏ, cầm tương đối đầm tay và cái khả năng hiệu dụng tốt và chuyên về chụp ảnh nhiều hơn, cần một cái màn hình xoay lật, màn hình phụ, cần các thông số hiện ra trên cái menu trên chính như này, thì gọi là dòng tương đối gọi là bán chuyên ấy, nó dòng chuyển giao mà anh em có kinh phí dưới 10 triệu thì 60D nó là lựa chọn phù hợp cho các bạn. Bạn nào mà thiên hướng quay phim nhiều hơn thì các bạn nên chọn một cũng như một số cái dòng phân khúc khác. Mình sẽ để link ở đây nhé, các dòng phân khúc khác có nhiều lắm. Đó thì đấy là một cái bài mà nhận xét qua về các dòng cái con Canon 60D của mình. Còn lại anh em có thêm nhận xét gì, anh em có thêm những cái cần thiết gì ở thêm nữa thì mình sẽ cứ comment ở dưới, mình sẽ làm video trả lời hỗ trợ anh em. Ok, mình là Kiên đến từ máy của Hà Nội. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Cần gì thì có thể inbox hoặc là có thể comment phía bên dưới. Và nếu clip thấy clip này hay thì có thể chia sẻ giúp bọn mình nhé, để cho nhiều người biết tới và mang lại nhiều giá trị cho mọi người hơn nữa. Ok, hẹn gặp lại các bạn.